Anh đang tắm giữa chừng thì anh nói là anh đang đau họng cho nên đi kiểm tra luôn. Anh xin. Anh là hai vạt kìa. Chết cha thiệt. Hèn gì. Cuối cùng ta là gì? Tôi. Thì tôi phải làm sao giờ? Né anh ra. Tôi rõ luôn kìa. Hai vạt hả? Hai vạt rõ luôn. Đây là những cái hình ảnh mà sau khi anh ấy biết là anh ấy COVID, anh vẫn hát rất là nhiệt tình. Đi ra đi, đi ra. Đi ra. Do ri là âm tính cho nên không cho ổng đụng vô người tôi nữa và ổng ấy vẫn hát tiếp. Do là ban đêm cho nên ổng không có hát được bằng mic nữa, cho nên ổng hát cháy luôn. Nói chung là ngày đầu tiên của ổng bị COVID thì đau cổ một chút xíu thôi, cũng không có ảnh hưởng gì tới ca hát mọi người nhé. Anh ơi, hôm nay là ngày thứ hai anh bị phát bệnh COVID. Sao hôm qua anh nhoi quá trời nhoi, hát karaoke tùm lum tà la, sao mà giờ thì bây giờ nó nằm luôn rồi anh? Bữa nay lạnh rồi. Hả? Bữa nay nó lạnh rồi. Bữa nay bắt đầu lạnh hả? Nó quéo đủ thứ. Vậy hả? Ừ. Đứng dậy không nổi. Đứng dậy không nổi luôn. Nó bị quéo. Quéo quá trời quéo luôn. Ừ. Phải dở khúc chăm sóc. Ủa sao lại nó lại dở không chăm sóc? Nằm mình mới vô bên này. Như chó già. Vợ bên kia ăn sung mặc sướng hạnh phúc. Em đâu có ăn. Nhìn đi, đây là bệnh nhân mỗi năm rồi. Sofa này. Đó. Sofa này nó mắc hơn cái giường của em ở chứ bộ. Nó không bệnh, nằm giường thoải mái, đệm ấm, chăn em. Qua anh cũng có cái chăn chứ bộ. Thực ra giường em sao bằng cái giá của cái sofa này được. Bự quá nè. Đó. Anh nói đi, cái sofa này nó mắc, trời ơi, chắc mắc cả chục lần của cái giường của tôi đang nằm chứ bộ. Đồng tính giá trị, ta tính là cái cảm giác của tôi được ngủ trong cái phòng của mình. Ủa thì bây giờ tôi nhường thì anh vô đó anh ngủ đi. Anh nói là tôi để cho anh ra ngoài. Lúc đầu thì em nói là em sẽ ở đây ngủ, mà em không, anh không chịu. Anh lúc anh quay thì em nói vậy, còn nếu không quay thì em nói mày ra ngoài kia mày ngủ đi. Sao em... Bây giờ đánh luôn. Trời ơi, tao bị ngược đãi quá. Ôi, thương. Nói chung là phiền trật. Ôi da, nóng nha anh xin ơi. Nóng nha. Nóng mà. Nóng á. Nóng mà. Nóng đó anh ơi. Ừ, nóng. Ê, chắc em phải đi rửa tay anh ơi. Rửa đi. Ừ. Hả? Mày kỳ thị nó nữa, trời ơi. Nó lờ sao nó rửa tay. Mày đi rửa đi. Hai đứa mà bị luôn là không ai nhìn ai đâu. Không có. Em gì? Bây giờ em là người yêu của anh mà em bị bệnh thì anh đâu có vui, anh cũng xót cho em. Xót mà. Thì chính vì điều đó cho nên em mới né anh chứ. Em mỗi đau khổ một mình tôi gánh chịu. Bớt lại. Ừ. Trời ơi là trời, hôm qua hả, hát karaoke là tôi đã nói rồi là dư để giữ sức đi không chịu. Hát karaoke bình thường rồi tới hát cải lương rồi tùm lum tà la này nọ rồi chọc đùa giỡn rồi đó, thấy chưa? Không có gì để nói thì khờ vậy đó. Thấy chưa bị chân thành. Tôi là người bệnh, tôi cần nghỉ ngơi. Bây giờ anh cần nghỉ ngơi thì bây giờ em vô phòng cho anh nghỉ ngơi luôn, anh có chịu không? Sao cũng được. Mai không có em thì anh lại là càng nhằn, anh sẽ rất là buồn, tôi anh sẽ bị tủi thân. Cái gì? Tôi chịu đau khổ quen rồi. Một mình tôi thôi. Bớt lại. Đang nướng bánh mì rồi. Chờ đợi xin nha, thương nha. À, đừng có đau nữa. Rửa tay đi, đừng giả bộ quan tâm. Thì đang quay thì mình phải giả bộ chứ anh. Bye bye. Bye bye.